Tiếp tục chương trình làm việc tại Thanh Hóa, hôm nay ngày 5 tháng 4, đoàn công tác số 2 của đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và tại trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải. Theo báo cáo của thành phố Thanh Hóa, từ năm 2009 đến năm 2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 1.750 vụ tai nạn giao thông, làm chết 565 người, bị thương 772 người. Trên cơ sở phân tích thực trạng và nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, thành phố Thanh Hóa kiến nghị Quốc hội sớm thông qua luật đường bộ, sửa đổi bổ sung các nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt để phù hợp với thực tiễn, trong đó cần nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải, xem xét tăng nguồn kinh phí hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các địa phương. Đối với việc quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải đã báo cáo đoàn công tác những vướng mắc như quy định giấy khám sức khỏe có thời hạn 6 tháng chưa phù hợp với chương trình đào tạo lái xe ô tô hạng C, đề nghị quy định đào tạo và cấp chứng chỉ cho người lái xe gắn máy, xe điện có độ tuổi từ 15 đến dưới 18, bỏ điều kiện quy định về thâm niên đối với người học nâng hạng từ B2 lên hạng C, xem xét điều chỉnh giảm độ tuổi hoặc không giới hạn độ tuổi khi đã đủ 18 tuổi đối với người dự sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 dành cho người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt. Đoàn giám sát tiếp thu phản ánh kiến nghị của các đơn vị để báo cáo Quốc hội xem xét giải quyết, đồng thời đề nghị hai đơn vị tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khẩn trương xử lý các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông, bố trí quỹ đất xây dựng kho bãi tạm giữ phương tiện vi phạm, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo người được cấp giấy phép lái xe nắm vững kiến thức pháp luật và có kỹ năng lái xe an toàn, xử lý tốt các tình huống khi tham gia giao thông, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông.